Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình tai nạn đường sắt xảy ra hết sức phức tạp, chủ yếu ở các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Hàng nghìn đường ngang, lối đi dân sinh luôn tiềm ẩn tai nạn và tử thần có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu chính quyền địa phương không vào cuộc quyết liệt và ý thức lái xe của người dân chưa được nâng cao. Cảnh báo về tình trạng mất an toàn tại các đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt cũng là nội dung của tiểu mục vấn đề hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo con số thống kê mới đây cho thấy, trên tuyến đường sắt Bắc Nam có hơn 5.700 giao cắt đồng mức, trong đó đường ngang chính tắc chỉ còn có 1.500, còn lại 4.200 lối đi tự mở. Tổng công ty đường sắt Việt Nam hiện mới có 654 rào chắn và gác chắn ở các đường ngang chính tắc, còn lại hơn 800 đường ngang chưa có. Trong thực tế, hàng loạt vụ tai nạn xảy ra tại các đường ngang, lối đi tự mở dọc các tuyến đường sắt quốc gia không chỉ cướp đi sinh mạng hàng trăm người mỗi năm, mà còn để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình các nạn nhân và xã hội, chưa kể thiệt hại rất lớn về kinh tế. Đường ngang này đi qua rất là nguy hiểm. Đường nhiều học sinh trẻ nhỏ cũng ở trên đây đi nguy hiểm, phải có người lớn đến mỗi lần đi qua phải có người dắt ấy, phải chú ý kỹ mới dám đi. Nhiều lúc nó nhiều tàu không có còi đủ đi qua luôn là mình nó khó, hàng ngày vẫn phải đi chứ bây giờ mình có con đường đây mình phải đi rồi. Nguyên nhân của các vụ sự cố tai nạn về khách quan có thể thấy do hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt còn nhiều bất cập. Giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ còn nhiều, nhất là đường ngang tự mở bất hợp pháp. Các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được giải tỏa dứt điểm. Theo thống kê của Cục Đường sắt, hiện nay nước ta có tới 4.155 lối đi tự mở, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém, vi phạm diễn ra khá phổ biến. Đường ngang giữa đường sắt và đường bộ còn quá nhiều, thêm vào đó còn hàng ngàn lối đi tự mở bất hợp pháp. Các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được giải tỏa dứt điểm. Hệ thống đường gom, hàng rào hộ lan giữa đường sắt và đường bộ chạy dọc liền kề, hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được đầu tư xây dựng kịp thời. Chính vì vậy, Cục Đường sắt đang có đề án các lối đi tự mở, đường ngang tự phát và xây dựng các công trình thay thế để đảm bảo an toàn. Địa phương cũng kiến nghị với lại ngành chức năng của đường sắt thì nên quan tâm đầu tư thực hiện cái đường gom để cho mọi người dân được tham gia tập trung vào một cái điểm đấu nối đường ngang qua đường sắt một cách an toàn về để đảm bảo về tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Về lý do thì nó có hai cái lý do chính như sau. Thứ nhất là do thiếu kinh phí để thực hiện. Thứ hai là phải có cái sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị và cả cái ý thức chấp hành của người dân sống dọc hai bên đường sắt. Theo đề án, nếu kinh phí được cấp đầy đủ, đến năm 2025 sẽ xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở bất hợp pháp băng ngang đường sắt. Thay vào đó là hệ thống đường gom dân sinh, hầm chui, cầu vượt và các đường ngang đạt chuẩn. Trong thời gian chờ đợi, để từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông đường sắt, các lực lượng chức năng cần tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang đường sắt, đèn cảnh báo, bố trí các chốt gác tại các điểm giao nhau với đường ngang dân sinh. Người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn đường sắt nhằm bảo vệ sự an toàn của chính mình. Mặc dù tàu hỏa chạy trên những tuyến đường sắt độc đạo, riêng biệt, nhưng sự cố và tai nạn giao thông đường sắt vẫn xảy ra, để lại hậu quả nặng nề. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức tuân thủ an toàn giao thông đường sắt của người dân còn kém. Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực xóa bỏ đường ngang tự phát, thì việc tuyên truyền an toàn giao thông đường sắt trong toàn xã hội cũng là cách hữu hiệu nhất để giảm thiểu các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Phương Uyên xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.